xin chào mọi người nha. Sau khi họp báo thì trời ở mưa ở mộ cậu rất là lớn luôn, mà tới bây giờ vẫn còn mưa, cuối giờ 5 giờ mấy, gần 6 giờ rồi, trời vẫn còn mưa lâm râm ở mộ cậu. Cái gì con? Ở ngoài con hát hay phải không? Thì mưa rất là lớn nhưng mà không ngăn cản được người hâm mộ đến viếng mộ cậu. Hả? Thôi, ăn thôi. Cảm ơn em. Đó, mọi người thấy người hâm mộ mặc áo mưa đến viếng ở đây tăng cường dù. Anh chào chị, tăng cường dù. Mưa, đợi mưa đến viếng mộ cậu. Thì mưa có điều gì xảy ra không ta? Mưa có điềm gì xảy ra không? Nãy giờ có điềm. Có điềm luôn hả? Mưa ướt hết trơn luôn. Mưa ướt mộ hả? Có hư hao gì không? Giải cứu Hồng Phượng. Giải cứu Hồng Phượng hả? Có đăng không? Không. Thôi em quay mà ông giải cứu Hồng Phượng hả? Là vụ gì nói sơ sơ thôi. Thôi gia đình. À nói vụ vô gia cư hả, là anh muốn đi giải cứu hả? Cứu vô đầu quá. Trời ơi. Mưa mà người hâm mộ đến thắp nhang cũng rất là đông của chú anh chị ơi. Thì bây giờ mưa mà phải che dù cho mưa. Che dù cho cái bàn thờ để cho mưa nó khỏi thắp nhang. Tắt thuốc lá đó, mọi người thấy không? Chứ bây giờ mình đã dỡ cái dù ra cái là mưa tắt hết nhang hết khói nữa. Mấy cái gì mà thì, mà nó mưa nó ảnh hưởng là tụi em dẹp vô phía trong rồi cô chú anh chị ơi, hoặc là để dưới bàn thờ chứ để đây là nó hư hoa hao hết. Phải vậy mà. Phải nè, mấy cái thùng này nè đó, nó bằng giấy nhưng mà nó là đèn cầy. Đèn cầy thì không sao đúng không? Còn ở trên là thắp nhang á, bây giờ là trời đang mưa lâm râm mà thắp nhang á phải che dù vậy đó. Mặt có mưa đến luôn em thấy nha. Dạ dạ. Bỏ tình cảm không? Cô này đến đây cũng khá là nhiều lần rồi ha. Cô từ đâu đến? Em cũng không nhớ nữa. Cô ở gần đây hả cô? Tại cô ở dưới quê mà lên đây thăm con mà chẳng hay ghé là đi thăm cô đông à. Ở miền Tây, tỉnh nào vậy chị? Thành phố Cần Thơ. Wow. Lên thăm con làm ở trên này hả? À, con làm trên đó, chợ Bình Nhâm. Ở chợ Bình Nhâm. Đây, sau khi thăm con thì cũng lên viếng mộ. Chị lên đây được mấy lần rồi? Hai lần rồi, thấy mỗi lần khác nhau không? Khác, lần trước chưa là mộ, lần này là mộ rồi. Động lực nào mà chị phải mặc áo mưa mình chạy lên đây thắp nhang cho cậu vậy? Thương cậu. Quá tuyệt vời rồi. Cũng vì thương cậu mà phải đội mưa dầm nắng lên chứ họ, nếu mà không mưa thì ở đây rất nắng, mà mưa thì ở đây tan tác hết. Đi đợt trước thì nắng lắm, còn đi đợt này thì mưa. Cũng thiêu vậy. Bây giờ phải dùng hai từ là nắng với mưa ở mộ cậu, tại vì bây giờ mộ cậu không có gì che hết á. Một lần là phải nắng, hai là phải mưa thôi. Wow, đây cô giáo. Hôm nay cũng có em rất là cao lên đến luôn nè. Đây là cô giáo nha cô chú anh chị, cũng đến kiểu như là phụ ở đây thắp nhang cái thường này mộ cậu sau khi mưa cũng ướt hết nè. Bên này là có một cái anh trai hát rất là hay luôn, anh em đang quay anh trai này. Là ông nội hay gì của bé này? Bên nhau bên cạnh thắm hoa đào tươi, cánh hoa tươi đẹp như đó môi em đang cười. Thả
Hà Nội ơi thấu nổi nay chăng ta xiên sao hồng trái bởi hoa đào hay bởi gì ai em ơi tí buốt lòng anh từ ngọn gió mùa đông bắc sao cái riết đầu xuân sao mà ngây ngất gì đứng bên em nên ơi ấm đà len vào ép làm chi hỡi cánh hoa đào khi trái tim anh trái tim người châu thổ trái đồng bằng cùng nam bộ hiền lương gặp một lần để nhớ để thương em Hà Nội dòng ngọt ngào Hà Nội câu dòng có buồn anh nát đời giao duyên mình hiểu nhau rồi đừng hững ngờ em nhé. Hay quá anh ơi. Đi bên em giữa hồ Gươm lòng gió đẹp làm sao những đôi lứa hẹn hò chuyện tình yêu biết ai đợi ai chờ nên dẫu mai này kẻ nam người bắc em đừng quá thành nàng tô thị ngang em dẫu sỏi đá bền bỉ đến ngàn năm cũng không sánh bằng tình anh chung thủy Hà Nội ơi em là chi kỷ cho hồn anh thương chinh để nồng nàn anh nhớ về em nhớ cánh hoa đào nhớ trời Hà Nội nhớ sông sao người xưa biết có còn chờ đợi sao mười. Hát đứng mười nhiều đó cô chú anh chị ơi hãy thương ghê không thường nó giả ghê á trời đợi mưa đợi nắng thường mấy cô ghê mưa nắng cũng đến mộ cậu viếng cậu cô cũng ở gần đây hả cô ở bên An Giang An Giang hả cũng lên thăm con cháu gì trên đây ghé luôn hả hay gì à lắm đây luôn hả An Giang gần núi núi không con núi Tà Bạ dạ. Ở bên đó là gì có cái núi đó là giáp Campuchia luôn hay gì phải không ta chưa hả hai tiếng núi gì con núi bên An Giang An Giang mà huyện nào Chi Tôn Chi Tôn núi 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 Tà Bạ vậy hả chứ tưởng đâu núi Cô Tô hả núi Cô Tô là đi hút nhà em cây hai nửa tiếng đồng hồ Cô Tô ngồi quá An Giang là vùng bảy núi mà bảy núi tôi cũng ở An Giang đấy chỗ nào tôi ở ngoài chùa Bà Châu Đốc nè vậy đó ở bên núi Cấm nào Cấm núi
À, cũng có nhiều người là bỏ lễ vía bà lắm mà lên đây viếng cậu đó. À, hôm bữa cũng hỏi cái cô kia An Giang, bộ nói lễ chùa bà thì năm nào cũng có lễ thôi, cậu lên viếng cậu. Rồi đó là quý tấm lòng của cô bác ở An Giang. Tôi có biết đâu, tưởng là xa, tưởng là mẫu xa, cô năm tưởng là xa, tôi nói gần đây thì mới đưa, mới kêu cháu đưa lên. Dạ. Lên thấy sao cô? Thấy mộ cậu đẹp không? Bông hoa cô thấy không? Chứ có mộ nào bông hoa mà người hâm mộ đến viếng rất là đông ha. Rồi, cô về rồi. Dạ rồi. Chúc cô sức khỏe nha cô. Rồi rồi. Cô về đó cô. Mai có tối không? Mưa vẫn còn lâm râm nha mọi người, không phải không mưa đâu. Xin chào các bạn, bắt chước anh đó. À, mấy cái đèn này để ngoài mưa không biết sao có sao không? Thì cái tấm năng lượng để ngoài thì được, nhưng mà cái riêng cái đèn để ngoài mưa thì không biết sao cô chú anh chị ơi. À, lát rồi bật lên thử rồi coi có điện buổi tối cho cậu không? Anh càng dù không nè? Không, anh không có cần dù, anh là đàn ông nắng mưa dãi dầm mà, chứ không phải giống như phụ nữ giống em. Ừ. Vậy chơi anh luôn. Làm gì làm với mộ cậu vẫn thấy đẹp và sáng ngời. Thì sau khi mà chị Hồng Loan họp báo rồi kêu chị Hồng Phượng sao kê rõ ràng đó. Rồi cũng họp báo nói với vấn đề là mời cô Sáu với lại Hồng Phượng ra là do vấn đề tâm linh, có thể là buồn ngãi ếm gì đó. Mọi chuyện thì nó bắt đầu nó càng lúc càng gãy cứng. Mọi người thấy vậy chứ mốt ra tò nó còn gãy cứng nữa. Ra tò là cạch mặt nhau rồi đó. Nó còn gãy cứng nữa cô chú anh chị ơi. Thì cũng hy vọng là mọi chuyện nó sẽ qua đi. Mưa thì vẫn lâm râm. Sau khi chị Hồng Loan họp báo. Ước hết nè. Vậy mà cũng rất là nhiều người hâm mộ rồi chạy đến thắp nhang cho cậu nha, chứ không ít đâu cô chú anh chị. Đó, ở phía trong trời này chắc tối mưa thêm nhất nữa. Mọi người nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho anh Trần nha, anh Trần có động lực phục vụ cô bác nhiều hơn nữa. Đây đỡ mưa tới luôn. Còn lâm dâm á. Đó, đổi mưa tới luôn rồi cô chú anh chị. Quá quý rồi. Anh, đón cho anh luôn.